Hello tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình đi thăm bẫy các bạn ạ. Có lẽ hôm nay mình sẽ làm cái tập này là tập cuối cái đợt đi thăm bẫy này các bạn nhá. Vì mình sẽ đi làm một thời gian. Đi vào trong miền Nam làm một thời gian, không ra video được cho các bạn. Thì mình mong các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhá. Mình sẽ đi làm một thời gian các bạn ạ, không đi làm clip thăm bẫy được cho anh em xem. Đây mọi người, con đường quen thuộc của mình đi hàng ngày. Mình vắng một thời gian các bạn nhá. Mình sẽ chắc chắn sẽ vào trong miền Nam, nếu có điều kiện mình sẽ ra clip cho các bạn xem để công việc mình làm trong đấy như thế nào. Đợt này chia tay ông điếu huyền thoại. Hôm nay sương mù, mù mịt. Con đường quen thuộc mình hay đi, và hôm nay mình sẽ đi thu dọn bẫy nha các bạn nha. Mình sẽ đi thu dọn bẫy để mình vào trong miền Nam làm việc, vì cuộc sống mưu sinh các bạn ạ. Mong các bạn nhớ ủng hộ mình các bạn nha. Vào trong đấy mình hái cà phê, mình sẽ quay clip cho các bạn xem. Từ nhỏ đến lớn là mình chưa đi vào miền Nam bao giờ các bạn ạ. Mình quyết định đi một chuyến thử cảm giác sống trong miền Nam như thế nào. Trời. Con sói mà phải đi. Cái cọng này của đấy nè. Ăn rôn tớ bây giờ. Ăn đây này. Nông ty có lấy bé bé kìa. Chả khá mệt các bạn ạ. Mình đi thu dọn. Hôm nay đi thu dọn bẫy. Ôi trời, mệt lắm.
Đây là khe này nhiều ếch nha các bạn nha. Nước trong veo, nước siêu sạch luôn. Còn thằng em thì ra bên ngoài các bạn ạ, đang dọn bên ngoài vào đấy. Nani ao pia? Nani? Khe suối này chảy ra Tân Nam Động nha các bạn nha. Tân Quan Hóa nha. Quay về thôi các bạn ơi. Quay về. Sau mấy ngày đi thăm, hai anh em đi con khe suối này 4-5 ngày rồi mà hôm nay đi thu về, vì mình đang mắc việc các bạn ạ. Nếu mình mà không mắc việc thì đi làm clip tiếp. Dự kiến là hôm nay mình đặt lại nhưng mà thôi, mình đang có việc không đi đặt nữa, thì thu dọn váy về thôi các bạn. Hôm nay được mỗi hai con ấy thôi, hai con sóc, một con chim, một con chuột. Hôm nay về mình sẽ làm món xà ớt nha các bạn nhá. Xà ớt siêu cay nhá. Các bạn nhớ chú ý đón xem hết video của mình nhá. Vì video này là cái đợt đi đặt váy này là tập cuối các bạn ạ. Đấy các bạn ạ, hôm nay mình được có hai con sóc thôi. Để nấu gừng các bạn nhá. Đấy, thì các bạn thưởng thức với bọn mình nhá. Tuyệt vời chưa? Sóc đấy, một sóc đấy. Chị ấy mà quay cho tôi. Chắc quay. Thôi, xem mưa hồn này. Hello mọi người nhá. Mình hôm nay mình vừa đi làm váy. Dọn váy về anh em ạ. Thì anh em mình ngồi ăn đây nha các bạn nha. Đấy. Thì hôm nay mình mai ngày kia mình đi miền Nam các bạn ạ. Cho nên mình đi không đi làm clip thăm váy cho anh em được xem. Đấy, hôm nay mình có mấy món này các bạn ạ. Được có hai con sóc. Thì anh em mình uống các bạn nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh được con ấy, con ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Và cái máy quay của mình ăn vừa cái màn quay đằng trước cho nên mở các bạn ạ. Cho nên các bạn thông cảm cho mình các bạn nhá. Đấy. Cho nên mình sẽ quay cái đằng sau cho các anh em xem các bạn ạ. Và cuối lớp học ở đây nào. Hello anh em nhé. Em mời với anh em một mình nhá. Càng tôm. Càng có chóc. Quái thì ăn mấy đi nào. Cho bạn đi cái càng có chóc. Ăn chân có chóc ở trong. Đây các bạn nhá. Chân có chóc mình em mình đi. Hôm nay đi dọn váy. Hôm anh em đi đặt nhưng mà hôm nay em vì công việc các bạn ạ. Thì mình hôm nay
Nói thật với anh em là ngày mai ngày kia mình vào trong miền Nam để trải nghiệm thuê miền Nam không khí như thế nào các bạn ạ? Đi thuê không khí trong kia thế nào? Cuộc đời đi thuê như thế nào các bạn ạ? Thì nói chung đi hai gặp cả cà phê. Mình ở miền Bắc đây thì cũng đi thuê rồi các bạn ạ, nhưng mà chưa được đi qua đèo Hải Vân. Đấy, mình sẽ đi qua đèo Hải Vân để mà vào. Hải Vân à? Qua đèo Hải Vân à? Khấu kìa, khấu. Để vào trong miền Nam. Khấu ở Bình Dương kìa, cái gọi là Bình Dương kìa. Mình sẽ đi các bạn nhá. Đi bây giờ cái đèo Hải Vân khoảng mới lên chuyến quái khấu vậy. Mình sẽ đi một chuyến đèo Hải Vân chuyến à? Để mà cha khấu kìa. Mình sẽ vắng khoảng 2 tháng các bạn nhá. Mới này vào. Đầu tiên đầu tiên phải xế. Vắng là. Nghe Nghệ An với má là khỏe. Các bạn ạ, à, mình sẽ vắng khoảng 2 tháng để mà Bình Dương. Mình cũng không nhất thiết sẽ ra clip cho các bạn nhé. Tôm cá tôm mà đông đạch là. Mà mình cũng vắng 2 tháng các bạn ạ.